chào tất cả các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng Miu Lê tham khảo xem ở những đất nước khác trên thế giới chúng ta họ có phương pháp bảo vệ môi trường như thế nào nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với người Nhật Bản và đó là anh Soshi. Minasan konnichiwa, Iwata Soshi desu. 私は日本の東京で美容師として働いていました。4年前に日本の美容をアジアに伝えたいという思いでここホーチミンにサロンをオープンしました。エコロジーに関して言うと日本では自然エネルギーを用いた照明器具などを使っております。自身のサロンでも自然のエネルギーを取り入れていますし、それらは節電効果や節約効果にもつながります。안녕하세요저는우진경이라고하는데요한국에서는안쓰는천을이용해서리폼을하는경우가많은데요저도제가안입는천을이용해서이렇게예쁜가방도만들어보았고요또제가안입는청바지를이용해서이런예쁜연필꽂이도만들어보았어요여러분도혹시안쓰는천이나의류를가지고계시면저처럼이런리폼에도전해보세요와우tất cả họ đều thật tuyệt vời các bạn ha. Còn về phần Miu Lê thì Miu Lê xin chia sẻ với tất cả các bạn làở nhà Miu Lê chọn cách uống nước bằng ly thủy tinh thay cho những loại ly nhựa tiện lợi. Miu Lê có một lời khuyên dành tặng cho tất cả các bạn nè, là khi mà ra đường á, các bạn hạn chế xả rác lại một chút xíu. Tuy đó là một hành động nhỏ thôi nhưng mà đó chính là bảo vệ môi trường đó các bạn. Thôi thì bây giờ Miu Lê có một câu hỏi dành cho các bạn nha, là ở Việt Nam chúng ta còn có phương pháp nào bảo vệ môi trường nữa?Nếu các bạn biết thì hãy chia sẻ về Facebook của chúng tôi, đó là Lam Orange 2006 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng I Love Green.